Rồi mình học thêm một cái nữa gọi là hàm, để mình làm cho nó nhanh. Như vậy hàm để làm gì? Hàm là với một cái công việc nào đó mà mình có thể lặp đi lặp lại nhiều lần thì mình gom code nó lại thành hàm, để tí nữa mình gọi cho nó dễ đó. Như vậy thì cái cách định nghĩa hàm là nó dùng từ define, viết tắt từ define. Tên hàm mình muốn đặt gì cũng được, rồi tham số mình đưa vào, mình muốn có những tham số nào. Như vậy cấu trúc của nó thì thay vì cái dấu mở ngoặc nhọn thì chúng ta dùng dấu hai chấm giống như các vòng lặp của chúng ta. Rồi sau đó mình tính toán ở dưới này. Như vậy thì trong C hoặc trong Java, nếu như các bạn nó có nếu mà các bạn học Pascal thì nó sẽ có khái niệm là hàm, là function và procedure. Tức như vậy thì nếu như mà các bạn dùng hàm function thì phải có kết quả trả về, còn procedure là không cần kết quả trả về. Còn nếu trong C hoặc là trong Java thì nếu như mà không có kết quả trả về thì mình dùng kiểu trả về là void, còn có kết quả trả về thì mình dùng kết quả là in hay là boolean hay double gì đó, string. Còn trong Python thì nó hay hơn là nó khỏi cần khai báo gì luôn, muốn trả về trả, còn không trả về thì coi như là void đó. Cái kiểu của nó không khai báo kiểu trả về gì đây trơn á, nhưng mà muốn trả về trả, còn không trả thì thôi. Nếu như mà không có return thì coi như là none, không có giá trị đầu vào, à xin lỗi, không có giá trị đầu ra. Rồi ví dụ như là mình làm một cái hàm define sum của AB return A cộng B, và lúc mà chúng ta gọi thì chúng ta gọi sum đưa hai số vào thì nó trả về cho chúng ta kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa một cái hàm ha. Như vậy ở đây hàm mình sẽ định nghĩa một cái hàm mới là sum, thì mình define nó hàm sum mở ngoặc a phẩy b hai chấm enter. Như vậy ở dưới đây chúng ta sẽ có a phẩy b và chúng ta sẽ return a cộng b. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái hàm của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử chạy cái hàm này bằng cách chúng ta xuất ra một câu sum của 5,6, được chưa nào? Như vậy lúc này nó sẽ gọi cái hàm sum ở trên và nó return, nó trả ra cái số cho chúng ta, nhập vào một số, khoan, nó đang đúng rồi, có à, mình chưa lưu, nó vẫn chạy chương trình cũ. Rồi đây sum của chúng ta là 11. Hồi nãy thầy chạy chương trình cũ nó có lệnh nhập nhưng mà thầy chưa xóa, chưa lưu cho nên nó vẫn còn chạy chương trình cũ. Đó là cách gọi hàm, được chưa? Như vậy giả sử bây giờ mình định nghĩa thêm một cái hàm là ước chung của hai số, ước chung của hai số, define ước chung thì có a có b hai chấm. Và ở trong này ước chung của mình sẽ làm gì? Đơn giản nhất là dùng for, đúng không? Như vậy thì mình sẽ kiểm tra, mình for đến cái số nhỏ thôi, mình for đến số lớn vẫn được nhưng mà nó phí. Như vậy mình for đến số nhỏ thì mình muốn tìm số nhỏ, thì nếu nếu a nhỏ hơn b thì mình sẽ for từ 1 cho đến đến số nhỏ ha, 1 cho đến số nhỏ. Còn không thì bạn sẽ làm một cái hoán vị ở chỗ này, nếu a nhỏ hơn b
thì for theo A, còn nếu mà A lớn hơn B thì đổi hai cái lại, rồi mình vẫn for theo A. Thì chỗ này mình sẽ làm hai cái trước, rồi sau đó mình sẽ hoán vị sau. Như vậy nếu A nhỏ hơn B thì mình sẽ dùng một cái vòng for i in range, range của gì, của 1, A đó là dòng for của mình. Nếu gì nào, nếu A mà chia cho y bằng bằng 0 và B chia cho y bằng bằng 0, chia này là chia lý dư đúng không? Nếu mà chia như vậy thì sao? Thì sao nào? Làm sao mà mình, cái này là thầy đang làm là ước chung ha. Tất cả là ước chung hết. Đó. Như vậy chỗ này mình sẽ khai báo một cái mảng. Cái mảng mình khai báo làm sao đây? Rồi, D bằng this. Khai báo vậy đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi, ở trong này mình sẽ khai báo một cái biến y bằng 0, hoặc là biến đếm chứ. Vị trí đi. Vị trí bằng 0 đi. Vị trí bằng 0. Rồi nếu trong trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ đưa vào mảng A thứ vị trí hả? À, D vị trí bằng gì? Bằng y. Rồi gì nữa? Tăng vị trí lên một đơn vị, đúng rồi, vị trí cộng bằng 1. Rồi, như vậy thì sau khi mà mình thực hiện vòng for này xong, thì chúng ta đã có được cái kết quả là một cái mảng D, đúng không? Đó, kết quả là một cái mảng D. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ return chỗ nào? Return ở đây đúng không, hay là return chỗ nào? Tab vô đây, đây mới đúng ha. Kết thúc vòng for à, kết thúc vòng for thì mình mới có được cái mảng D, được chưa? Rồi bây giờ xuống đây mình cứ thử trước đi ha. Mình sẽ in ra cái ước chung của hai số bất kỳ, mình đưa vô, mình chưa cần nhập, mình sẽ thử mình in ra trước. Này ở đây mình sẽ print cái gì, ước chung của, ví dụ mình lấy là 12,20, thử coi nào. Ước chung 12,20. Còn thiếu gì không? 1, 2, 4. Rồi bây giờ mình cho ví dụ như là 15 với 20, 1 và 5. Rồi con số lớn lớn tí nào. Ví dụ con số mấy mà cho nó ra nhiều ước tí, 20, 30 đi ha, 20, 40, 20, 40. Thì ước chung của mình là 1, 2, 4, 5 và 10, đúng không? Phải không nào? Hello. Rồi, được chưa? Rồi, giả sử trong trường hợp chỗ này mình để là 40, 20, nó có ra hay không? Vẫn ra như bình thường. Vậy thì if làm gì cho mệt vậy?
if làm gì? Ví dụ trong trường hợp chỗ này mình không phải là 40-20 mà 42.000, thì các bạn sẽ thấy nó chạy rất là phí. Rồi ok, chỗ này cứ mỗi lần như vậy thì mình sẽ in ra một dòng để cho các bạn thấy là số lần đó nó đi tìm. Rồi như vậy thì chỗ này cứ trong vòng for này cứ một lần như vậy thì mình sẽ in ra để cho các bạn thấy được là cái quá trình nó làm ha. Mình sẽ print cái y đây đó, mình print cái y đây, cứ một lần vô là nó cứ in y đây, thì mình thấy thử là nó làm bao nhiêu lần nha. Đến 20 trước y, số nhỏ trước đi ha, 10,20, mình xem thử nó in bao nhiêu lần. Đây nó in ra nè, năm sáu bảy tám chín, y chạy từ 1 cho đến 1, nó phải in 1 ra trước chứ ta, đúng không? Sao nó không in 1? Ước chung vị trí A nhỏ hơn B, đúng rồi, y bằng 1 thì nó in 1 ra. Bây giờ mình bỏ cái này luôn đi để coi thử nó in cái gì. Control xịt để cho nó chú thích cái đó, nó không chạy. Mình in thử y ra thôi. For y chạy từ 1 range 1 đến A, A của mình bằng 10. Lưu lại. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đúng rồi nè. Chỗ này mình thiếu một cái cộng 1. Rồi từ, thầy chưa lưu, từ 1 đến 10. Rồi ok. Như vậy thì đối với lại cái mảng của mình, nó in ra từ 1 đến 10. Bỏ chú thích đi. Vậy lý do gì mà mình chạy nó không in ta? Đây đúng rồi. Đúng rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi ok. Như vậy các bạn thấy là nếu như trường hợp mà mình để A nhỏ hơn B, đúng không? A nhỏ hơn B, bây giờ mình bỏ cái này luôn đi. Bỏ cái này luôn đi thì nó sẽ chạy gì các bạn? Mình bỏ cái này luôn đi ha. Thì các cái lệnh này bắt buộc nó phải thuộc ra, thuộc ra một hàng. Nhấn làm sao nó lui ra hết ta? Tab là nó nhảy vô, shift tab là nó lui ra nguyên khối luôn, cho nó nhanh ha. Rồi lưu lại. Bây giờ mình không xét gì hết nè, không xét gì hết. Rồi mình for lại ha. Rồi nó chạy từ 1 đến 10. Nếu trong trường hợp chỗ này mình để là 20, 10 thì nó chạy ra cũng kết quả giống vậy. Nó cũng kết quả giống vậy. Nhưng mà chạy thì nó for đến 20. Lâu hơn. Chưa kể là chỗ này sao? 200. Thì nó for từ 1 đến 200. 2000 nó for từ 1 đến 2000. Được chưa? Như vậy thì để mình giảm đi cái số lần nó lặp thì mình lấy cái số nhỏ mình for, chứ mình không for số lớn. Đó, thì chỗ đó là nó hay là chỗ đó nha. Rồi.
mình giảm cái này đi, mình đẩy nguyên cái khối này vào. Biết sao chỗ này nó lỗi không? Bởi vì sau cái lệnh if này không có lệnh nào con của nó hết, cho nên nó báo lỗi. Bởi vì nguyên cái khối ở dưới là anh em với bọn if, à tức là if hiện nay là không có con, cho nên chúng ta phải táp mấy bạn này vô, hết lỗi ha. Rồi nếu trong trường hợp mà a nhỏ hơn b thì làm như vậy, còn nếu mà trong trường hợp a lớn hơn b thì sao? Như vậy thì ở chỗ này các bạn sẽ làm giúp cho thầy ở chỗ này, nếu trường hợp mà a lớn hơn b thì mình làm ngược lại. Chỗ này chúng ta sẽ L làm gì đây? For chỗ này đến à đến đến b cộng cộng. Ok, mình chỉ cần thay như vậy thôi. Return d nếu y chỗ này sao lỗi nhỉ? Mình để cái return d sau lệnh if đi, một cái return d thôi. Rồi tức là nó cứ chạy rồi xong cuối cùng hết hết cái lệnh if này thì mình mới bắt đầu trả về cái mảng d. Rồi rồi trong trường hợp 200 lưu lại cái đã, nó cũng for đến 10 thôi được không? Đó, nó cũng for đến 10 thôi, nó không có for nhiều. Được chỗ này không? Và cái mảng của chúng ta nó cũng là 1, 2, 5, 10. Rồi trong trường hợp mà chúng ta muốn cho nó gọn lại, cái đoạn này chúng ta không có viết nhiều lần, thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì? Hoán đổi trước đi. Đúng không? Nếu ha, chỗ này chúng ta sẽ sửa lại tí xíu cái code này, chú thích đi. Đó, rồi bây giờ nè, nếu a mà lớn hơn b thì hoán đổi giữa a và b. Hoán đổi này có nhiều cách hoán đổi hay lắm nha. Hoán đổi đơn giản nhất là gì? A bằng B, B bằng A là nó đi luôn á. Đúng, chính xác. Ha. Tem bằng A. Rồi A sẽ bằng B. Đúng rồi, B bằng tem. Và cái này nó có một cái cách cộng trừ hay lắm. Các bạn nghiên cứu thêm nha. Sau khi mình hoán đổi xong rồi thì mình chỉ có việc là dùng cái vòng lặp này để chạy. Đó, sau khi mình hoán đổi xong, sau khi hoán đổi xong thì chúng ta luôn luôn có a là nhỏ nhất rồi đó, và lúc này chúng ta chỉ cần for theo a thôi, không cần suy nghĩ đến b nữa, bởi vì sau cái đoạn này thì a là nhỏ nhất rồi, a là nhỏ hơn b là chắc chắn luôn. Bởi vì nếu trong trường hợp a lớn hơn b là mình đổi cho nhau, còn nếu mà a mà nhỏ hơn b thì khỏi đổi, được không? Thì lúc nào a nó cũng là nhỏ nhất. Rồi xuống đây mình sẽ thiếu một cái return. Return chỗ nào đây ta? Sau dòng 6, sau for. Đúng rồi, return sau for, return d. Đó, như vậy thì cái hàm của mình nó từ đây đến đây luôn đó nha, được chưa? Đó, hàm của mình từ đây đến đây. Rồi cái lệnh print là nó ngang cấp với lại ước chung, cho nên nó là anh em thì nó sẽ gọi được ước chung của bạn này. Rồi lưu lại, chạy lại, được chưa? Nó chỉ for đến 10 thôi, ổn không? Rồi như vậy phần phát triển của các bạn là các bạn sẽ xem thử cái cách mà hoán đổi này hoán đổi như thế nào,
có một cách nữa là a bằng a cộng b rồi gì gì đó cộng từ gì đó, và nó không cần tạo thêm một biến mới, nó vẫn hoán đổi được. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã làm được cái phần ước chung lớn nhất của hai số bằng cách là hai số này cùng chia cho một cái giá trị mình đếm lên. Như vậy phương pháp này nói chung là ok, nhưng mà cái số lượng các bước làm tương đối dài. Ví dụ chúng ta tìm một cái ước chung lớn nhất thì chúng ta sẽ làm gọn lại tí xíu. Ước chung lớn nhất, vậy cái này là mình đang tìm ước chung thôi, còn ước chung lớn nhất thì sao? Ước chung lớn nhất, như vậy chỗ này chúng ta sẽ lấy ước chung đó. Tức là lấy cái vị trí cuối cùng á, bạn sẽ suy nghĩ ra lấy cái vị trí cuối cùng cho thầy trong mảng, được chưa nào? Như vậy tạm thời mình dừng cái này ở đây để mình biết được là ước chung của hai số AB trước, rồi bắt đầu mình cải tiến dần dần ha. Đó, làm nhiều quá các bạn sẽ không nắm được hết.